chủ yếu là bắt rô phi to các bạn. Ui, mất con rồi. Mất con phi to. Ui, phi to quá. Phi to nó chạy theo dòng các bạn. Theo dòng ở trên này. Hứng tạm ba con này ạ. Đây các bạn ơi. Nó chạy ra đầu kia không? Nó chạy mất các bạn ạ. Ôi trời ơi, mất rồi. Tiếc quá. Nó hóng cửa cống các bạn. Con sạch to quá. Chờ bá. Các bạn nhìn thấy con sạch to chưa? Chạy thế mà giờ đã không thấy con nào à? Ui. Rút trong này các bạn. Đây ơi. Ra ngay. Đây các bạn ơi. Ôi giời, phi nó chạy. Chuối con. Vãi giời. Vẫn mất các bạn ạ. Đấy, vẫn mất. Mưa đó.
mất công lộn đây không có gì. À đây đây đây, đây con phi to, yêu rồi. Chạy nhanh quá các bạn ạ. Nhiều tôm không ông ơi? Bà có nhiều tôm không? Chết rồi, mấy cửa cống năm nay em móm rồi. Đâu là con vô phi, có mấy con kia chạy lên chạy xuống các bạn. Giờ mình tiếp tục ra đây, hy vọng là được con 33. Tầm rất nhiều nhưng mà chả biết tầm gì. Tầm hơi sao? Không thấy em nào luôn. Đẹp thế. Mó mà các bạn ạ. Ok. Trong con veo này nó lỗi chứ nó mù đâu. Dạ. Ai giờ được đấy. Cứ họa may đi chứ. Dạ được đấy. Anh đâu ấy? Phi nó nhảy kinh các bạn ạ.
bạn nhìn chưa? Lại hai con tiểu yêu. Sợ. Một này. Đây các bạn này. Chuối đây. Cửa cống này lên một con này. Loại này mình không lấy nhá các bạn nhá. Đây. Không lấy nhá. Ok.